nhớ rằng cho ví dụ sửa đời nó nói như nó mình đi cầu ô lưu bê lì cho nó phải còn chưa nè nó nó cú vô bài viên chân cú ta xì cú ta tỏ nhớ cho đời lúc kiểu xế viên chân nó lộ một bàn nè thật xì nó lúc xế cú vô bài nè vô dò lúc gì mong chồng đu nè chế vô dò ta kì chí mong căn đu tên đời chế cú thích cho đời viên chân cho nó lúc chế chỉ chỉ tập tua chỉ bắt thì giáo tư cho giáo lũ à nên bỏ đi nhé tập tập nào là chỉ cho nè thì tất nhiên nó và cũng nhớ trao đời lũ kiểu chiến này nó khi thế chồng ví dụ sự đời nè lũ chế mì giáo tài một trao viên chân giáo lũ tất nhiên nó nè lúc nó giáo lũ tài xa một khấn nè lúc nó nè lúc nó tài xa một khấn lúc nó tao nên chúc chào chứ lúc nó chỉ tao nên cái nè tao ở bên tôi nhất là họ xứ tao nên lúc xe gì mong tới độ giờ do lúc tao non nè lúc chuyện là bên nhà họ chế nè bên nhà họ lấy chế à tiền bự nữa nè lúc nào nhà lúc nhau chế tiền bự mà ở trong này trong sân ai nhà phần nó trong sân sáu thì nhà phần nó này nó nói với tao này chống cứ đi còn được chơi đi chứ nên là giờ là tao đây nè là tao đây là cho nó ai dùng sổ anh chị dùng nó là dùng hầu cái gì và nó giờ lại có còn và để gì cho dùng nó mình đu nè đi này đi coi này đi coi rồi đi nó nè và nó giờ ít có khăn nổ nó thì là giờ chế VIP và nó lấy quay nó tao dùng nó thế giờ để nó giờ đến tao cho cùng nhau giờ cho để cho tao nè để nó nè để nó để đất gì vậy giờ đi nó nè I C E nó nè để nó nè để mà đi mấy cái này nó thế